một đoạn đường đang có rất đông phương tiện di chuyển. Và ngay khi vừa vào khúc cua, có lẽ vì quá đông phương tiện chuyển hướng đột ngột đã khiến giữa các xe xảy ra một sự xung đột và chạm nhẹ. Tuy nhiên, hãy chú ý động tác của người phụ nữ này. Lợi dụng sự thiếu tập trung của người đàn ông áo trắng, người phụ nữ đã lập tức vươn tay giật lấy chiếc túi xách được đặt ở phía trước xe. Màn giật đồ liều lĩnh và táo tợn của người phụ nữ này đã khiến người đàn ông chủ nhân của chiếc túi hoàn toàn bối rối. Nhưng có lẽ nếu như chiếc xe không bị những chiếc xe xung quanh vây chặt như thế này, thì người đàn ông này đã có thể lách xe tránh được màn giật đồ táo tợn này. Ngay sau vụ giật đồ xảy ra, dù người đàn ông này tìm mọi cách đuổi theo, nhưng những người xung quanh dường như vẫn không nhận ra tình huống mà người đàn ông gặp phải. Nên tất cả các xe đều không có một động tác hỗ trợ việc đuổi theo truy bắt hai kẻ gian, hay đơn giản là việc lách xe để giúp ông ta đuổi theo được nhanh hơn. Thậm chí là chủ nhân của những chiếc xe xung quanh tỏ ra khá bình thản. Một sự bình thản đáng ngờ. Và hãy chú ý những chiếc xe này xuất hiện bên cạnh với một vị trí khá đặc biệt. Có thể thấy, người đàn ông dù có phát hiện ra hành động giật túi đồ của người phụ nữ cũng không thể làm gì hơn, bởi chiếc xe và ông ta hoàn toàn bị khóa chặt trong vòng vây của 4 chiếc xe. Sự xuất hiện của 4 người thanh niên này có liên quan gì đến hai kẻ gian đã ra tay giật đồ? Trở lại trước đó, những nhân vật trong màn giật đồ đều xuất hiện, và thậm chí là cả cặp đôi nam nữ giật đồ. Nhóm những người này không ngừng ra hiệu cho nhau. Vậy là đã rõ, ngay từ đầu một kế hoạch liều lĩnh được lập ra, và người đàn ông này ngay từ đầu đã trở thành con mồi của nhóm kẻ gian này. 4 chiếc xe sau khi len vào gần chiếc xe của người đàn ông này, chúng tiếp tục tìm cách để tách những chiếc xe của những người đi đường với người đàn ông này, nhằm đảm bảo tối đa cho màn cướp giật của mình được thành công. Và người đàn ông này hoàn toàn đã trở thành nạn nhân của âm mưu khi chiếc túi xách treo phía trước xe đã bị nhóm kẻ gian này lấy đi một cách liều lĩnh. Thưa quý vị, tình hình an ninh trật tự hiện nay đang đến khá là mức phức tạp. Đúng rồi, khá là phức tạp. Cho nên quý vị hết sức cảnh giác với những vụ va quẹt và đụng xe. Đôi khi là Thảo Độc họ thấy là nhiều khi là nhào tới, cứ đánh tới tấp nha quý vị, còn có thể bị vừa đánh mà còn bị vừa mất đồ, còn bị oan ức nữa. Có những thủ đoạn đại loại như là có một chiếc xe tấn công quý vị có thể bị mang tiếng là ăn cướp và bị tấn công, rồi sau đó bị lấy đi tài sản mà mình không kịp nói gì. Chính bản thân nạn nhân là vẫn chưa hiểu là ức giáp gì đang xảy ra với mình. Và nhiều khi bị những người xung quanh hù vô đánh mình nữa, bởi vì nghĩ mình là ăn cướp. Hình ảnh của người phụ nữ lao đến liều lĩnh giật chiếc túi xách ở phía trước xe người đàn ông một cách dễ dàng như vậy cho thấy là mức độ manh động của kẻ gian ngày càng tăng. Và Ngọc đã từng nói là chúng ta đừng có quên một cái điều nhắc nhở của quý ông an toàn là trộm cướp không phân biệt giới tính và tuổi tác. Đúng rồi. Đó. Và chúng ta là những người mang theo những tài sản giá trị, cho nên phải có một cái phương án đi lại an toàn với nó. Và Thảo nghĩ là các cơ quan chức năng sẽ sớm tìm ra và bắt những băng nhóm này để góp phần bảo vệ cho tài sản của người dân và làm cho người dân cảm thấy an tâm hơn khi di chuyển trên đường. Chúng tôi biết rằng kẻ trộm luôn luôn nghĩ ra những kịch bản mới, và chúng tôi chắc chắn rằng sẽ luôn cập nhật cho quý vị những tình huống mới nhất để quý vị có thể xoay chuyển, có thể là ứng xử ngay trong lúc mà nếu như mình có là nạn nhân. Và luôn luôn quý vị cần nên nhớ cảnh giác là trên hết. Kính thưa quý vị, chương trình Camera Cận Cảnh tuần này xin kết thúc tại đây. Mọi ý kiến đóng góp gửi về cho chương trình, quý vị vui lòng gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ email cameracancanh@mcv.com.vn hoặc gọi về số điện thoại 0938 980305. Chương trình sẽ luôn phát sóng vào khung giờ quen thuộc 20:30 tối Chủ nhật trên kênh HTV9. Còn bây giờ, Khương Ngọc và Thanh Thảo xin chào và hẹn gặp lại.
Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh hợp tác cùng công ty MCV sản xuất.